Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tô điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau hơn 30 năm, Việt Nam mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài hay còn gọi tắt là FDI. Các doanh nghiệp trong khối này đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI không những là mắt xích quan trọng mà còn tạo đòn bẩy để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là những đóng góp trong xuất khẩu. Tuy nhiên thì sau 30 năm thu hút FDI vẫn còn nhiều trăn trở, nhiều dự án FDI đầu tư vào Việt Nam sử dụng máy móc công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng của một số dự án còn thấp, chưa phù hợp với các dự án phát triển ngành và vùng kinh tế. Vì vậy cần có những chiến lược mới trong thu hút FDI. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thành công nhất trong khu vực. Có được kết quả này, một phần quan trọng là nhờ vào quá trình xây dựng luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 12 năm 1987, Quốc hội chính thức thông qua luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 với những tư tưởng cởi mở, thông thoáng, tầm nhìn xa, đã mở đường cho thu hút FDI và thực sự đã phát huy hiệu quả, tạo đà cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn khó khăn. Luật cũng trở thành cầu nối vươn ra bên ngoài và cùng với những nhân tố khác đưa vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới. Chỉ trong hơn 2 năm kể từ năm 1988 đến tháng 5 năm 1990, đã có 213 giấy phép đầu tư được cấp với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 1990, sửa đổi luật đầu tư nước ngoài lần đầu tiên, tháng 12 năm 1992 sửa đổi luật đầu tư nước ngoài lần thứ hai. Thu hút đầu tư nước ngoài đã nâng lên 459 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 5,28 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn này, vốn FDI tăng tốc, làn sóng đầu tư thứ nhất bắt đầu. Năm 1996, sửa đổi và ban hành luật đầu tư nước ngoài năm 1996 do tác động của khủng hoảng kinh tế khu vực, nhịp tăng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện năm 1997 tăng 25%. Năm 2000 tiếp tục sửa đổi luật đầu tư nước ngoài, năm 2005 ban hành luật đầu tư chung, thay thế luật đầu tư nước ngoài và luật đầu tư trong nước. Vốn FDI tăng mạnh trở lại, làn sóng thứ hai bắt đầu. Năm 2005 thu hút được 6,839 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014 sửa đổi và ban hành luật đầu tư năm 2014 tạo một bước đột phá về tư duy, bởi từ nay doanh nghiệp và nhà đầu tư được làm những gì pháp luật không cấm. Làn sóng đầu tư thứ ba bắt đầu. Năm 2017 vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ năm 2009. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 30 năm đón vốn FDI, từ năm 1988 đến tháng 8 năm 2008, 63 tỉnh, thành phố của cả nước đã thu hút 26.438 dự án FDI của 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện ước đạt 183,62 tỷ đô la Mỹ, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Sẽ thật thiếu sót nếu chỉ nhìn nhận thành công của thu hút FDI của Việt Nam bằng các con số và vốn đăng ký hay vốn giải ngân. Nhìn vào số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, năm 2017, khu vực FDI chiếm đến 72% tổng giá trị xuất khẩu, đồng thời còn tạo ra công ăn việc làm cho nền kinh tế, góp phần ổn định tình hình xã hội. Khu vực FDI tạo ra khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp và gần 5 triệu việc làm gián tiếp. Điều này cho thấy khu vực FDI đã và đang có nhiều tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Samsung đầu tư tại Việt Nam từ năm 1996 với một liên doanh quy mô nhỏ. Năm 1997, Samsung thực hiện dự án với vốn đầu tư 650 triệu đô la Mỹ để sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng. Tiếp đó, sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng như TV, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt. Sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký của Samsung hiện là 17 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Có 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh tạo việc làm cho 136.700 lao động với thu nhập bình quân 11 triệu đồng một tháng. Ngoài những ưu thế của Việt Nam như ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, an toàn cho nhà đầu tư, chính phủ thực hiện cải cách mạnh mẽ bộ máy nhà nước để tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi hơn. Cùng với đó, Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các kỹ sư trẻ Việt Nam làm việc tại trung tâm R&D Hà Nội có trình độ nghiên cứu cao, đáp ứng đòi hỏi của Samsung. Công nhân tại các nhà máy đạt năng suất lao động khoảng 80% công nhân Hàn Quốc, nhưng thu nhập bằng 1/3. Không chỉ có Samsung, Canon mà còn có rất nhiều các thương hiệu, tập đoàn toàn cầu đã xuất hiện tại Việt Nam như Toyota, Honda, P&G. Trên thực tế, vốn đầu tư FDI vào Việt Nam được thực hiện trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời,
hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như viễn thông, dầu khí, điện tử, hóa chất, thép, ô tô, xe máy, công nghệ thông tin, da giày, dệt may, chế biến nông sản thực phẩm. Qua đó, FDI đã đóng góp lớn trong việc gia tăng năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Thứ nhất là tăng trưởng GDP trong 30 năm vừa rồi, phải nói là đầu tư nước ngoài đóng góp từ chỗ chỉ có 53%, bây giờ là gần 20%. Và chưa nói đến cái chất lượng cái tăng trưởng GDP đối với cái đầu tư nước ngoài, góp phần vào cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thứ hai là nhờ các cái nhà đầu tư nước ngoài như Samsung, như Nokia, như là Canon, như là NG đã tạo nên một cái dòng xuất khẩu, và người ta nói là lần đầu tiên Việt Nam mới có được một cái cứ điểm sản xuất như là cỡ Samsung tại Việt Nam. Thì cái đóng góp như vậy là rất quan trọng. Đóng góp về xuất khẩu thì hiện nay chiếm vào khoảng 71-72% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam đã mang theo những công nghệ quản lý tiên tiến, phong cách làm việc hiện đại. Việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phải đổi mới phương thức quản trị, phương thức kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngay trong nước thôi, chúng ta cũng thấy rằng là từ năm 2008 đến bây giờ thì rõ ràng là chúng ta mở cửa thị trường bán lẻ và gần đây mở thương mại, và gần đây là chúng ta mở cửa các cái thị trường dịch vụ, thì chưa có một cái nhà bán lẻ nào, nhà dịch vụ nào ở trong nước bị phá sản do cái đầu tư nước ngoài vào. Ngược lại, cái đầu tư nước ngoài đã kích thích cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, bắt buộc người ta phải đổi mới công nghệ, phải đổi mới cái quản trị doanh nghiệp, đổi mới toàn bộ cái hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư, marketing, cho đến là quảng bá hình ảnh thương hiệu, v.v. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ ở cấp quốc gia, rất nhiều địa phương thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ đóng góp của khu vực FDI. Vĩnh Phúc cũng là một tỉnh nằm trong top các cái tỉnh có cái thu ngân sách khá lớn. Năm 2016 thì cái tổng thu ngân sách của chúng tôi là khoảng 33.000 tỷ và thu nội địa đến gần 30.000 tỷ. Và cái thu nhập bình quân đầu người chúng tôi khoảng trên 70 triệu trên một đầu người một năm, và cao hơn cái mức bình quân chung của toàn quốc. Và cái cơ cấu kinh tế thì nhờ có cái sự đóng góp của cái dòng vốn này cho nên là chúng tôi cũng đã thay đổi được cái cơ cấu kinh tế, và hiện nay thì cái vị thế của cái công nghiệp đã thay thế cho cái nông nghiệp, tức là công nghiệp của chúng tôi hiện nay khoảng trên 60% và nông nghiệp cũng chỉ còn trên 9%. Với cái sự nỗ lực vào cuộc cả hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh thì cái kết quả thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là đầu tư FDI thì đã có những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Như năm vừa qua chúng tôi đã thu hút được 567,8 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với năm trước. Thì cái nguồn vốn FDI thì đã đóng góp rất tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, được thể hiện qua các cái dự án đã hoàn thành trong thời gian cũng như là vừa được khởi công, thì nó sẽ đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, khu vực FDI cũng đã góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân, ổn định tình hình xã hội. Khu vực này tạo ra khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp và gần 5 triệu việc làm gián tiếp. Trong đó, có nhiều lao động đã được đào tạo và tiếp cận với trình độ công nghệ, quản lý tiên tiến của thế giới. Và thực tế, trong thời gian vừa qua, thì cũng đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp Vĩnh Phúc nói riêng và doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung, của những ông chủ là người Việt Nam, cũng đã đáp ứng được các cái yêu cầu và đã cung cấp các cái dịch vụ, các cái sản phẩm một cách khá là ổn định, khá là bền vững vào trong các cái doanh nghiệp như là Toyota, Honda, Yamaha, hoặc là Nissan, hoặc là một số các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác. Và cái số các cái doanh nghiệp này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi thì ngày càng tăng, và cái cơ cấu đóng góp vào cái GDP của các doanh nghiệp đầu tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà
sản xuất các cái sản phẩm phụ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì có chiều hướng gia tăng. Thì đấy là một cái thành quả tôi nói là rất đáng trân trọng đối với cái sự đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Bên cạnh những giá trị nhìn thấy được, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng có rất nhiều những giá trị lớn hơn mà khu vực doanh nghiệp FDI mang lại mà chúng ta không nhìn thấy được. Trong đó, thu hút FDI còn góp phần cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó giúp nâng cao tầm vóc, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tạo ra những áp lực để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn, theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kể từ khi luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua vào cuối năm 1987, 30 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thu hút FDI vẫn còn nhiều trăn trở. Đóng góp của khu vực FDI vào nền kinh tế là không thể phủ nhận. Song các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, bên cạnh những dấu ấn tích cực, khu vực FDI còn bộc lộ những hạn chế. Cụ thể, rất nhiều dự án FDI đầu tư vào Việt Nam với mục đích tận dụng nguồn lao động giá rẻ, sử dụng máy móc công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Điển hình, một số dự án FDI gây ô nhiễm môi trường như sự cố môi trường biển do Formosa gây ra tại 4 tỉnh miền Trung, nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường ở Hậu Giang. Là một loạt các cái dự án đầu tư mà có động đến vấn đề về môi trường thì nhiều địa phương ấy, người ta quan ngại về là tác động từ khía cạnh môi trường, nó khiến cho là nhiều địa phương người ta phải dè dặt hơn khi mà tiếp nhận các cái dòng vốn đầu tư FDI. Cùng với đó, có không ít các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam vướng vào nghi án chuyển giá trốn thuế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Đặc biệt, theo các chuyên gia, nhiều dự án FDI chưa phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và vùng kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, vốn FDI giải ngân còn thấp so với vốn đăng ký. Nguyên nhân bởi thu hút FDI thời gian qua thiếu sự chọn lọc và tập trung nhiều vào số lượng, chưa quan tâm nhiều đến chất lượng dự án. Nhiều dự án FDI đầu tư vào Việt Nam chỉ để giữ đất mà không có khả năng triển khai dự án. Thì họ cũng vào nhưng mà khi thời hạn ưu đãi nó còn thì họ vẫn còn tiếp tục là sản xuất kinh doanh. Nhưng mà khi mà cái thời hạn mà ưu đãi ấy là nó dần dần là hết đi thì họ cũng tìm cách họ rút ra khỏi Việt Nam. Thế rồi cũng có nhiều cái dự án mà trước đó thì thực ra là vào Việt Nam mình với cái chưa thấy triển khai gì cả, để quá lâu và chủ yếu là để mà xí phần thôi, xí chỗ rồi chiếm đất. Và từ đó các địa phương người ta cũng tìm cách là người ta phải thu hồi lại các cái lô đất này. Cho nên chúng ta thấy là do cái hiện tượng trước đây ấy là chúng ta quá dễ dãi trong việc mà trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt theo các chuyên gia kinh tế và cơ quan chức năng, nhiều địa phương vì muốn thu hút được dự án FDI bằng mọi giá đã đưa ra những chính sách ưu đãi vượt khung nhằm trải thảm đỏ thu hút đầu tư FDI mà không quan tâm đến chất lượng của dự án. Nó có cái hai câu chuyện. Đấy, là một là luật pháp chính sách thực sự nó cũng có cái vấn đề gọi là chồng chéo. Thứ hai là cái vấn đề thực thi, mà thực thi thì đây nó lại thuộc vào cái năng lực thực thi, nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực đây là nguồn nhân lực chúng ta hay nói về lao động, nhưng cái nguồn nhân lực trong cái bộ máy hành chính cũng là một cái câu chuyện. Đấy, chúng ta phải có một quá trình. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấy những cái hạn chế chúng ta đang. Chứ còn trong thời gian qua là mình chỉ mở cửa, mình kêu gọi thôi. Còn ông FDI, ông muốn qua đây thì ông thấy cái gì thuận lợi, mà chủ yếu doanh nghiệp FDI mình qua đây chủ yếu là để hưởng cái ưu đãi thôi. Chẳng hạn như là các địa phương đua nhau là miễn thuế, thu nhập doanh nghiệp, rồi miễn tiền thuê đất thì họ qua đây họ tận dụng cái đó. Chứ còn cái chuyện mà mình thiếu tính toán đến cái chuyện mà FDI họ qua đây họ làm, thì doanh nghiệp trong nước mình tiếp cận được với họ bao nhiêu. Đó. Đặc biệt thu hút FDI đạt trên 320 tỷ đô la Mỹ, song tính đến nay vốn FDI thực hiện mới chỉ đạt khoảng 170 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 50% tổng vốn FDI đăng ký. Năm 2017, Việt Nam thu hút FDI đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, song vốn thực hiện chỉ đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù được đánh giá có tổng vốn FDI giải ngân cao nhất từ trước đến nay, song mới chỉ chiếm khoảng 50% tổng vốn FDI đăng ký.
Vâng, thưa quý vị, để phát huy những mặt tích cực và hạn chế những tồn tại của dòng vốn FDI, các chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách thu hút FDI vào Việt Nam trong giai đoạn tới đây cần có sự thay đổi về chiều rộng sang chiều sâu, tập trung thu hút các dự án FDI có chất lượng, có công nghệ hiện đại và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nền kinh tế, đến khu vực doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp trong nước phát triển. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin cảm ơn Thứ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Thưa Thứ trưởng, mặc dù có những cái tác động tích cực, tuy nhiên thì thu hút FDI vẫn có nhiều điều trăn trở. Vậy thưa Thứ trưởng, cái định hướng thu hút FDI trong thời gian tới là gì ạ? Trong cái quá trình tổng kết thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương hướng, các cái mục tiêu cụ thể đối với cả cái nguồn vốn quan trọng này. Thế làm thế nào thì chắc chắn là cũng không nằm ngoài cái chương trình tổng thể chung của chính phủ trong việc mà thu hút nguồn lực toàn xã hội để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Thì nhưng mà cách thu hút này không phải thu hút bằng mọi giá, chúng ta cũng không thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng mọi cách, đánh đổi cả môi trường thì hoàn toàn là chắc chắn là không có những chuyện như vậy, mà chúng ta sẽ thu hút một cách sáng suốt, có lựa chọn để đảm bảo phục vụ đúng những cái yêu cầu của một phát triển của đất nước chúng ta theo đúng những cái quy hoạch mang tính chất định hướng chiến lược mà đất nước đã đặt ra, ví dụ liên quan đến phát triển đầu tư nước ngoài phải gắn liền với cả phát triển khoa học công nghệ trong nước, đầu tư nước ngoài phải gắn liền với cả các cái việc mà đảm bảo được chúng ta vẫn đảm bảo thu hút nước ngoài nhưng không gây hại tảo ngoại đến môi trường, thu hút đầu tư nước ngoài những phục vụ trực tiếp cho các vấn đề về kết cấu đầu tư hạ tầng quy mô lớn mà đất nước chúng ta hiện nay đang cần, thì đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng. Còn một cái điểm nữa liên quan đến như tôi đã nói lúc đầu đấy, thì thời kỳ đầu chúng ta trông cậy vào đầu tư nước ngoài ba cái vấn đề về vốn, về công nghệ và về thị trường. Thì cho đến nay thì tiềm lực của đất nước đã có những cái so với 30 năm trước, so với 20 năm trước đã có những cái chuyển biến rất là đáng kể rồi. Về vốn thì chúng ta cũng phải nói là một số các cái hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta đều có thể đủ điều kiện để có thể hỗ trợ cho các cái dự án, các cái mục tiêu đầu tư nếu mà nó đã ứng các cái yêu cầu của ngân hàng, phải không ạ? Thế do vậy chúng tôi cho rằng là dần dần cái đầu tư nước ngoài thì chúng ta sẽ thiên về cái việc là thu hút về công nghệ và thu hút về thị trường hơn là cái việc về nguồn vốn. Đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung và Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tập trung theo hướng như vậy. Tới đây sẽ diễn ra hội nghị nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam. Thứ trưởng có thể cho biết những nội dung gì sẽ được bàn thảo tại hội nghị này? Vâng, thì như tôi cũng đã nói thì 30 năm nó một quãng thời gian khá là dài. Thì và cũng là một cái thời điểm để chúng ta nhìn lại, đánh giá cả một cái chặng đường dài, một cái sự nghiệp mà Đảng, Nhà nước đã mở ra để khơi gọi, mời gọi các cái nguồn lực bên ngoài vào hỗ trợ đầu tư phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Những cái thành quả đã đem lại rất nhiều, nhưng những bên cạnh đó cũng có những cái hạn chế nhất định. Thế thì đấy là cái thời điểm rất là hợp lý để chúng ta tổ chức một cái diễn đàn để chúng ta nhìn nhận lại những cái kết quả đạt được, những cũng như những cái hạn chế về của cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài đối với đất nước ta. Và đặc biệt quan trọng nhất tôi cho rằng là đưa ra một cái định hướng mới, một cái chương mới cho cái công tác, cho cái sự nghiệp đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt trong cái giai đoạn cách mạng 4.0 mà chúng ta thấy nó diễn biến rất nhanh chóng. Cái quan điểm, cái luồng, đặc biệt là cái hướng dịch chuyển của nguồn vốn, hướng dịch chuyển của công nghệ nó thay đổi, chứ nó không còn là một chiều như trước đây. Thì cái này là cái mà chúng tôi cho rằng rất đáng để tất cả các cơ quan từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước quan tâm để có một cái định hướng một cách cụ thể và mạch lạc, làm cái kim chỉ nam để cho các bộ ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các cái hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư nước ngoài trong các ngành, những lĩnh vực, những cái địa bàn cụ thể như thế nào. Thì đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng. Thì còn về cái hội nghị ngày 4 tháng 10 ấy, thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cho rằng cũng sẽ mang ý nghĩa lịch sử, vì 30 năm cũng rất quan trọng. Và cũng trong cái hội nghị này thì chúng tôi cũng sẽ Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự, và với sự
có thể có sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà chúng tôi cũng qua tại cái hội nghị này thì chúng tôi cũng đã mời đông đảo các cái đại diện của các doanh nghiệp, các cái tập đoàn lớn trên thế giới, họ sẽ vào Việt Nam để họ chứng kiến những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong 30 năm vừa qua, và có thể họ sẽ đưa những cái cam kết về cái đầu tư của họ vào Việt Nam trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn Thứ trưởng ạ. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.